Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Thì hôm nay mình quay trở lại với câu chuyện đời tôi số 4. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện là kinh doanh là phải có tâm, không nên làm giàu bất chấp. Câu chuyện này là câu chuyện có thật xảy ra đối với mình và nó xảy ra bên nước Úc các bạn. Thì mình có một cái người quen, người ta làm kinh doanh rượu bia, và có một cái người quen, người ta làm kinh doanh thuốc lá các bạn. Thì câu chuyện xảy ra như thế này. Thì hai cái người quen với mình đó là hai người rất là thân với gia đình mình. Và họ cũng, khi mà mình muốn ra kinh doanh làm ăn á, họ muốn giúp đỡ mình á, thì họ mới, nói chung là họ cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ. Người ta chỉ với mình cách làm ăn kinh doanh và chỉ với mình cách nhập hàng như thế nào, lấy hàng ra sao, gặp người này nói chuyện để mà lấy hàng ra như thế nào. Rồi chỉ cho mình cách đứng làm cửa hàng, thuê cửa hàng như ra sao, rồi bán hàng như thế nào. Nói chung là người ta chỉ hết cho mình từ đầu tới cuối luôn. Tại cùng ở một quê á, người ta rất là thích để mà giúp chia sẻ cho những người trẻ để người ta thành công đó các bạn. Thì sau một thời gian mình làm á, thì mình mới thấy cái này á, là một cái mô hình kinh doanh quá thành công luôn các bạn. Thì các bạn cứ thử nghĩ đi, bây giờ mình có một cái shop mà mình bán tất cả mấy cái gọi là giống như cái siêu thị thu nhỏ, mà đa số là mình bán cho những cái người Tây. Người ta đi làm về, người ta hay tạt qua mua những cái chai bia, chai rượu người ta uống, và mua một gói thuốc đồ này nọ. Thì thường thường Tây á, nó không có mua giống như Việt Nam mình là mua 24 lon, hoặc là mua một kết 30 lon, mà nó chỉ mua 4 lon hoặc là 6 lon thôi, hoặc là nó mua lẻ. Mà khi mà nó mua lẻ thì nó bán, mình bán được giá nó tốt hơn các bạn. Rồi đó là cái câu chuyện kinh doanh bia rượu ha, với lại kinh doanh về cái gọi là giống như cái siêu thị mini. Thì có một cái người, cô thì cũng làm như vậy luôn, nhưng mà chuyên về thuốc lá các bạn, thuốc hút á, thuốc hút cigarette á. Thì cô nói mình như thế này, tại thuốc bên Úc á, các bạn biết là nó rất là mắc. Thuốc bên Úc một cái gói thuốc á, nó mất mười mấy, gần 20 đô một gói thuốc đó các bạn. Mười mấy 20 đô một gói thuốc như vậy á, thì các bạn mà mua cái thuốc như vậy các bạn hút thì nói chung là thứ nhất thuốc thì nó có hại cho sức khỏe mà đúng không? Thuốc có hại cho sức khỏe, và thuốc lá thì nó làm sao? Nó mắc như vậy á, thì làm sao mà kinh doanh, thì nó sẽ hạn chế cái người mua. Nhưng mà thường thường á, cái gì đó nó cũng có cái gọi là cái khó nó ló cái khôn mà. Nó sẽ ra một cái loại gọi là một cái gọi là thuốc để người ta rê, người ta quấn, tự quấn ở nhà. Rồi mua một cái gói vậy là nó giống như 4-5 cái hộp thuốc. Thì một gói thuốc là khoảng 20 điếu gì đó. Mình cũng không có rành, khoảng mười mấy 20 điếu gì đó. Thì nếu mà mua về quấn á, thì nó được khoảng, bình thường người ta hút một gói vậy thì 1-2 ngày là hết à. Có người hút một tuần. Thì quấn gói thuốc như vậy á, thì một tuần. Thì nó cũng tiết kiệm cho người ta rất là nhiều. Thì cái việc kinh doanh đó thì mình thấy là cô đó là cô mua cái thuốc đó, xong rồi cô về cô thuê người quấn, vấn lại thành điếu giống như là thuốc trong hộp vậy đó. Rồi sau đó cô bán. Lợi rất là nhiều các bạn. Lợi mà gọi là một vốn mà 4 hay là không phải 4 năm nữa mà là tới 10 lời luôn á. Tại vì mình mua số lượng lớn á, xong nó về mình quấn, mình thuê người. Thì mình thuê người thì giá cũng rẻ thôi. Thuê người Việt Nam mà. Thì đâu có tốn nhiều tiền đâu mà người ta quấn lâu năm. Và mình thấy cái việc này á, nó cũng giống như kiểu làm nail á, nó gọi là giống như kiểu hóa chất á các bạn. Nó làm nail thì nó tiếp xúc với hóa chất nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Và làm cái này nó cũng vậy nữa các bạn. Làm này thì luôn luôn tiếp xúc với lại mùi thuốc lá. Những cái người công nhân đi quấn thuốc như vậy họ cũng không có tốt cho sức khỏe của họ. Và thực sự là cái việc bán thuốc á, nó cũng tất nhiên là lợi nhuận cao lắm các bạn. Tất nhiên lợi nhuận cao, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cho sức khỏe cho người khác. Kinh doanh rất là lợi luôn, làm một nhưng mà bán ra tới 10 lần các bạn. Nên mình suy nghĩ một thời gian khá là dài, cả tháng trời luôn, và cuối cùng mình quyết định mình không có làm cái này. Mình chuyển qua mình kinh doanh landscaping. Landscaping là mình thiết kế và thi công những công trình sân vườn. Thì đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn á, kinh doanh á, nó có rất là nhiều cách để các bạn kinh doanh. Và tùy theo các bạn muốn kinh doanh, bất chấp để bạn kinh doanh, để bạn giàu có. Mình không nói cái việc cái người cô của mình là cái điều đó là tốt hay là không tốt nha. Tùy vào cái mỗi cái tư duy và cái tầm nhìn và cái con người của mình thôi. Khi mà bạn thấy cái đó nó không tốt mà bạn vẫn làm thì không có sao hết. Nghĩa là bạn không có làm gì trái pháp luật thì nó không sao hết các bạn. Không làm gì trái pháp luật thì không sao, bạn kinh doanh vẫn là
vẫn là bình thường. Có người mua thì có người bán thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, cái vấn đề ở đây là khi mà bạn tạo ra sản phẩm đó thì bạn có mình cảm giác là mình feel trong người mình không có happy khi mình làm cái việc đó. Mình không có cảm giác hạnh phúc khi mà mình kinh doanh cái đó, mình có được tiền. Thứ nhất là mình tạo ra công ăn việc làm cho những người quấn thuốc, nhưng mà những người đó thì mình cảm giác là họ không có sức khỏe của họ không tốt, tại họ ăn họ tiếp xúc với những cái mùi thuốc lá đó là mình không thấy vui, và mình bán thuốc ra khi người ta hút thì sức khỏe của người ta cũng không tốt, thì mình cũng không thấy vui luôn, mình không thấy vui hai lần thì mình không làm. Thì cái gì cũng vậy các bạn, nếu các bạn kinh doanh mà bạn bất chấp mọi cái để mà bạn tìm tới lợi nhuận thì bạn sẽ tìm được chứ không phải là không tìm được. Nhưng con đường đi của bạn có thể là nhanh hơn những người khác, nhưng mình không làm như vậy, tùy theo các bạn thôi. Nhiều bạn giống như các bạn kinh doanh bất động sản cũng vậy, các bạn cố gắng bất chấp để các bạn làm thì bạn lướt những cái dự án mà nó nguy hiểm, và những cái ví dụ như mình biết á, là nó sẽ rất là nguy hiểm nhưng mà lời nó rất là nhiều, chưa có sổ bạn cũng dám mua luôn. Nhưng mà nếu bạn có đủ kinh nghiệm các bạn làm thì không sao hết, còn nếu bạn không có đủ kinh nghiệm bạn làm thì các bạn sẽ bị phá sản đó các bạn, phá sản á các bạn, phá sản á chứ không phải giỡn chơi đâu, tùy theo các bạn thôi. Và mình thấy mình làm gì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp hết các bạn, bất cứ cái gì. Ví dụ như bạn ra vô bạn làm bác sĩ bạn cũng phải có lời thề Hippocrates, hay bạn làm cái gì đó cũng có cái đạo đức nghề nghiệp, kinh doanh cũng có đạo đức của người kinh doanh. Mình không làm những cái đó được, những người khác làm được thì mình không có nói là họ làm sai nha các bạn, hơi nóng, mình không có nói họ làm sai, nhưng mà mình chỉ nói là theo mình, theo bản thân mình không thể nào làm những cái đó được thì mình nói là mình làm không làm được thôi. Còn không làm gì trái pháp luật hết thì vẫn kinh doanh bình thường. Ngoài kia vẫn có rất là nhiều người kinh doanh thuốc lá, họ thành công, họ giàu có, không sao hết các bạn. Không sao hết cho mình nói không sao hết. Kinh doanh rượu bia giàu có cũng không sao hết. Vẫn nhiều người rất là thành công trong kinh doanh. Có cung thì có cầu thôi các bạn. Đó là chuyện bình thường của cái xã hội này. Không ai trách ai được hết. Có cung là có cầu, có người mua, có người bán. Miễn sao bạn không có làm gì sai hết là được. Nhưng mà theo mình á, kinh doanh là phải chính trực, kinh doanh là phải trung thực. Và kinh doanh là bạn phải tạo ra cái gì đó để cho người ta không có ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta. Chứ cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe người ta, mình sẽ không kinh doanh. Mình sẽ không làm bất chấp mọi thứ để làm giàu. Có rất là nhiều con đường làm giàu mà hạnh phúc các bạn. Làm giàu để mà mình sống, tối mình ngủ còn ngon. Và sống mình thấy xung quanh những người mình giúp, người ta cũng làm giàu. Mà những người đó làm giàu một cách lương thiện, một cách chính trực, một cách hợp pháp. Và những người mà mình giúp á, thì người ta quay trở lại, người ta giúp những người khác nữa các bạn. Người ta giúp những người khác, họ cùng nhau đi lên, những cùng nhau thành công các bạn. Thì đó, qua cái câu chuyện này thì các bạn thấy đó, bạn có thể chọn cho mình một cái mô hình kinh doanh gì cũng được, online, offline, hay kinh doanh buôn bán nhà đất, hay bạn kinh doanh bất cứ lĩnh vực gì các bạn có thể làm, các bạn có thể làm giàu. Ở bên Úc thì càng dễ dàng hơn so với bên Việt Nam nữa đó. Tùy theo chỗ nha các bạn, chứ không phải là lúc nào, và tùy theo ngành nghề nữa. Có ngành nghề thì bên Úc dễ hơn, có ngành nghề bên Úc khó hơn. Tất cả nó phụ thuộc vào các bạn thôi à. Khó hay dễ là tùy thuộc các bạn, tùy thuộc kinh nghiệm của các bạn, và tùy thuộc vào cái độ nhạy của thị trường của các bạn nữa. Đó. Thì cái câu chuyện này thì mình muốn kết lại một lần nữa là dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình vẫn là muốn kinh doanh một cách chính trực và không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng người Việt, mà cũng không muốn ảnh hưởng đến cộng đồng những người dân số khác trên thế giới. Do đó mình không có chấp nhận làm cái việc kinh doanh nào mà nó nguy hiểm đến sức khỏe cho người khác các bạn. Thì mong là các bạn hãy xem cái này như một cái lời góp ý nho nhỏ để các bạn kinh doanh là các bạn phải nhớ nghĩ đến cho người khác nữa. Thì ở bên Úc nó cũng còn những cái dự án kinh doanh khác như là xì gà này cũng kinh doanh rất là tốt, như những cái quán thuốc lá hoặc là những cái quán gọi là lô tô đó các bạn. Thì tùy theo mỗi bạn mỗi người thôi. Thì mình thấy cái hệ thống kinh doanh này ở bên Úc rất là thành công. Thì nguồn thu nhập thụ động luôn các bạn, thuê một người trong cái cửa hàng đó thôi mà người ta sản xuất ra, người ta bán được không biết là bao nhiêu. Và đặc biệt là cái xổ số lô tô đó các bạn, tách lô tô nó kinh khủng đó các bạn. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về những cái môi trường kinh doanh như thế này ở bên nước Úc thì liên lạc với mình để mình chia sẻ thêm cho các bạn, để mình tư vấn thêm. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh Lò Khởi Nghiệp, các bạn đăng ký kênh để các bạn nhận được những video mới nhất của mình nha. Và bấm nút chuông kế bên cái nút đăng ký luôn, để khi nào video mới ra là bạn là người nhận được đầu tiên luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.